Tiếp tục hành trình khám phá Đắk Lắk xứ nắng gió, chúng tôi đã tìm đến bảo tàng thế giới cà phê, một điểm đến còn nóng hổi, điểm tham quan độc đáo dành cho những tín đồ yêu thích cà phê và du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, một khi đã đến với thủ phủ cà phê Đắk Lắk thì một trong những địa điểm mà chúng ta không nên bỏ qua đó chính là Bảo tàng Thế giới Cà phê. Đây là nơi sẽ tái hiện lại cho chúng ta thấy cả một quá trình từ trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch cho đến chế biến cà phê. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào tham quan bảo tàng nhé. Bảo tàng Thế giới Cà phê tọa lạc trong khuôn viên dự án thành phố cà phê rộng hơn 45 hectare tại Buôn Ma Thuột, thành phố thủ phủ Đắk Lắk. Đây cũng là điểm nhấn đặc sắc trong quy hoạch tổng thể thành phố cà phê nói riêng và Buôn Ma Thuột nói chung, với mục tiêu biến địa phương này thành thủ phủ cà phê toàn cầu. Bảo tàng có dáng dấp dựa trên nền tảng kiến trúc nhà dài và sóng âm từ tiếng chuông ngân, được cách điệu thành những đường cong đa hình giao thoa với nhau, tạo nên hình khối độc lạ và mới mẻ. Tham quan bảo tàng, Hải Yến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ cung cách phục vụ tới hình thức trưng bày. Ấn tượng nhất chính là lang thang qua những không gian trưng bày hiện vật lịch sử thế giới cà phê từ những ngày đầu phát hiện tại đất nước Ethiopia xa xôi, qua quá trình phát triển mạnh mẽ và trở thành ngành kinh tế công nghiệp cà phê như những gì đang diễn ra đến tận ngày nay.